Anh chị vào lớp nha. Tôi nói tiếp nha. Anh chị ơi. Như vậy là sau khi mình xác định xong cái khung lý thuyết thì mình hình thành nên khung khái niệm của đề tài. Và cái khung khái niệm của đề tài chính là cái phần cốt lõi á, nó liên kết lại hết. Và nó thể hiện cái ý đồ mình muốn nghiên cứu cái gì. Mình muốn mở rộng thì mình mở rộng khái niệm, còn mình muốn thu hẹp thì mình thu hẹp khái niệm. Nhưng mà thông thường kinh nghiệm nghiên cứu của thầy á là tốt nhất các bạn nên thu hẹp. Bởi vì mình mở rộng ra mình nghiên cứu nó sẽ vất vả và nhiều khi nó không có hết. Rồi bây giờ chúng ta đến cái phần thứ tư là khung phân tích. Tiếng Anh nó gọi là analytic framework. Thì cái khung phân tích đó là cái hình thức mà chúng ta sơ đồ hóa tất cả mối quan hệ tương quan nhân quả giữa các biến số. Tức là chúng ta sơ đồ hóa lại. Thì các bạn cứ hình dung như thế này nào. Trong đề tài các bạn nó sẽ có phần mục phục gọi là mục lục. Thì thay vì mình nói mục lục phần 1, phần 2, phần 3, phần 4 á, thì lúc bây giờ mình sẽ vẽ nó lại thành một cái sơ đồ. Nhưng mà phải vẽ nó lại cái sơ đồ theo cái tiêu chí là bản chất trình tự. Tức là phải có liên quan hệ giữa nguyên nhân kết quả rồi bản chất trình tự. Và khi mà mình người ta đọc vô cái khung phân tích á, thì người ta sẽ hiểu được cái vấn đề mình nghiên cứu là cái gì, cái phương pháp mình nghiên cứu là gì, cái công cụ mình nghiên cứu là cái gì và cái kết quả nghiên cứu mình là sao. Do vậy cái khung phân tích là cái rất quan trọng. Và cái khung phân tích đó, nó sẽ giúp mình hình dung được là chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu như thế nào, chúng ta xử lý ra sao. Tôi lấy ví dụ như thế này là khung phân tích nè. Đây, các anh chị thấy rất là khó phải không? Không dễ vẽ cái khung phân tích đâu. Đầu tiên là chúng ta sẽ nghiên cứu cái lý thuyết lực hấp dẫn trong thương mại quốc tế truyền thống. Rồi chúng ta nghiên cứu các mô hình hấp dẫn thương mại về xuất khẩu đồ gỗ. Chúng ta nghiên cứu định lượng và định tính về xuất khẩu đồ gỗ. Rồi từ đó chúng ta sẽ nghiên cứu thành cái mô hình các yếu tố ảnh hưởng. Thì sẽ có ba yếu tố là yếu tố ảnh hưởng tới cung, yếu tố ảnh hưởng tới cầu và yếu tố cản trở hay là thúc đẩy. Và từ đó chúng ta sẽ kết hợp với phân tích gì? Phân tích định tính. Như vậy cái phần trên là phân tích định lượng. Chúng ta kết hợp với phân tích định tính, phân tích thực trạng sản xuất xuất khẩu, phân tích các chính sách tác động tới xuất khẩu rồi bổ sung cái yếu tố vào. Và cuối cùng chúng ta cộng giữa định tính và định lượng đây. Tức là bên tay phải thì đang rơi con chuột là định lượng, còn hai cái ô vuông là định tính, thì chúng ta sẽ đề xuất hệ thống giải pháp. Như vậy chúng ta thấy là chúng ta mô hình hóa lại thành khung phân tích. Thì cái phần này thầy sẽ gửi bài cho các bạn, thầy không có không xóa cái gì hết. Rồi, thầy lấy một cái ví dụ tiếp theo. Cái đề tài nghiên cứu về các nhân tố cản trở, cái đề tài mà nghiên cứu về các nhân tố cản trở cái tiếp cận lao động nhập cư á, thì các bạn sẽ thấy là cái khung phân tích là đầu tiên chúng ta xác định cái mục tiêu nghiên cứu, rồi từ đó chúng ta sẽ hình thành cái cơ sở lý thuyết và chúng ta sẽ dùng các phương pháp nghiên cứu định tính định lượng, rồi chúng ta sẽ nghiên cứu rào cản cầu, rào cản cung, rào cản thể chế, rào cản nhận thức, và từ đó chúng ta sẽ nghiên cứu cái đặc điểm nhân khẩu, rồi chúng ta sẽ đề xuất giải pháp. Chúng ta mô hình hóa nó thành khung phân tích. Rồi, bây giờ đến cái phần quan trọng là viết đề cương. Thì cái phần này nó sẽ rất là dài và cũng không nhất thiết phải trình bày hôm nay. Hôm nay các bạn làm cho thầy cái bài tập rất là khó. Hôm nay là thứ sáu các bạn là đầu óc thoải mái nên thầy cho các bạn bài tập. Bài này là bài mấy rồi các bạn? Bài 1, bài 2, bài 3, cái này là bài 4. Bài năm Bài 5, bài 5 rồi hả các bạn? Đâu có một bài. Bài 1 là vấn đề nghiên cứu nè. Bài 2 là xác định mục tiêu câu hỏi nghiên cứu. Bài 3 là đối tượng phạm vi ý nghĩa, đúng không? Bài này bài 4 chứ. bài tập hai ba chung này ơi. Là bài 5. Bài tập nhóm 5. Các anh chị hãy dự kiến, hãy viết luôn đi, khỏi dự kiến, hãy viết khung lý thuyết nè.
Nếu các bạn không có lý thuyết thì dùng các bạn văn bản nhà nước, phải khung khái niệm. Của đề tài mình, nhóm mình. Rồi. Rồi ngày mai thầy xuống là thầy sẽ dạy đề cương, rồi thầy sẽ dạy cách làm luận văn và viết bài báo nữa là xong. Rồi để thầy gửi luôn cái này vô cho các bạn, để các bạn cất dư tư liệu các bạn là. Nếu mà mình có lý thuyết thì mình viết, còn mình không có lý thuyết thì mình dùng các văn bản nhà nước. Dự kiến dùng những cái văn bản nào đó, liên quan tới cái lĩnh vực này. Đấy, khung lý thuyết, văn bản nhà nước, đấy. Khung khái niệm. Cái quan trọng là khung khái niệm này. Đó. Lúc này tôi còn rồi, như vậy tối nay tôi sẽ không có giảng mà các anh chị sẽ làm cái bài tập này. Tôi sẽ đi xe xuống với các anh chị, tranh thủ sẽ chấm bài các anh chị. Rồi, các bạn chụp được câu hỏi chưa các bạn? Các anh chị hãy viết khung lý thuyết nếu có, còn nếu không thì là các văn bản nhà nước mình dự kiến dùng á, khung khái niệm của đề tài mà nhóm dự kiến nghiên cứu. Rồi. Các bạn hỏi đi các bạn. Tức là mỗi đề tài mình phải viết một cái. Rồi mình làm đề tài về quản lý đất đai, quản lý về môi trường gì đó, thành phố Châu Đốc, thì mình dự kiến mà sử dụng lý thuyết nào. Còn nếu không có lý thuyết thì mình sử dụng những cái văn bản nào, ví dụ như luật về môi trường nè, rồi nghị định gì, rồi cái văn bản gì của tỉnh, rồi văn bản gì của thành phố có hay không. Cái này là liên quan tới lĩnh vực chuyên môn của anh chị là phải có. Thầy ơi, thầy cho em hỏi, ví dụ nếu mình làm đề tài ứng dụng thầy, thì các cái văn bản viện dẫn trong cái khung lý thuyết này chẳng qua những văn bản chính yếu thôi không phải? Đúng rồi, chính xác. Dù như luật nè, nghị định nè, chỉ thị quyết định của thủ tướng nè, văn kiện đại hội đảng của tỉnh, đảng bộ của tỉnh, của thành phố nè, rồi các cái văn bản chỉ đạo nhà nước là ok rồi. Nhiều lắm. Dạ, cảm ơn thầy. Chủ yếu là liên quan trực tiếp tới cái việc của mình đó. Đó. Rồi, mời các bạn, cứ hỏi đi các bạn. Tối nay các bạn làm cái gì tôi trên xe rồi các bạn cứ thoải mái. Cái gì mà không hiểu cứ hỏi cứ điện. Rồi, nếu các bạn không ấy thì các bạn nghỉ với lao tắm rửa ăn uống rồi bắt đầu làm nha. Mỗi bạn tự viết rồi sau đó gửi lại thành nhóm, gửi cho trước 23:30. Rồi tôi sẽ gửi cái bài giảng này luôn cho các bạn.